Thưa quý vị, chỉ trong sáng nay 23 tháng 7, 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 7 người tại địa phận huyện Kim Thành, Hải Dương. Đáng chú ý là ngay từ đầu năm, một vụ tai nạn giao thông khác cũng xảy ra trên địa bàn huyện này, tiếp tục biến đây trở thành điểm đen về tai nạn. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 10 phút, tại km 63+300, lối đi sau thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, một xe 16 chỗ đã tông chết một người đi bộ sang đường. Sau tai nạn thì nhiều người đứng tại vị trí km 63+300 để chờ sang đường. Khoảng 6 giờ, xe tải chạy hướng Hà Nội Hải Phòng khi qua vị trí này bất ngờ đâm vào giải phân cách lật nghiêng, đè vào 7 người đang tập trung ở đây khiến 5 người chết, 2 người bị thương nặng. Ngoài ra cách hiện trường hai vụ tai nạn trên khoảng 1 km, lúc 5 giờ 30 phút đã xảy ra vụ va chạm khác giữa xe container và xe tải làm một người chết. Nửa mê, nửa tỉnh, người đàn ông này là nhân chứng sống sót cuối cùng sau vụ tai nạn giao thông thứ hai. Mấy người như đây, vợ nó thì chết, còn chồng nó là bị thương như này này, không biết. Là hai vợ chồng mới vừa đến Hà Nội, vừa đến Hải Dương là vừa. Vâng, vừa mới đến hôm Chủ nhật, hôm nay là hôm qua là thứ hai, đi xin việc, được việc rồi, làm công ty ở Sung Rong. Rời ra ấy, bây giờ thì hôm nay đi làm nốt thì đứng ở giữa đường chuẩn bị qua. Thì đây là một vụ tai nạn hàng loạt, nói chung là rất nặng nề. Tình trạng vợ nhân thì bị tử vong ngay tại nơi bị tai nạn, còn bệnh nhân vào đây thì cũng hiện giờ chưa biết là tình trạng của vợ và vào đây trong tình trạng choáng. Hiện giờ chúng tôi đã hồi sức và bệnh nhân đang tỉnh táo và bệnh nhân cũng chưa nắm được thông tin của gia đình. Theo người dân ở khu vực, những vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày hôm nay gần như đã được báo trước. Trước đó nhiều người đã đề nghị phía đơn vị chức năng tăng cường hệ thống cảnh báo tạm thời, kiến nghị xây cầu dân sinh nhằm tránh tai họa. Song cầu chưa thấy đâu thì thảm kịch đã xảy ra. Vẫn hàng ngày vẫn là bao nhiêu người, hàng ngày phải nếu mà tầm sáu rưỡi đấy các học sinh đấy thì hôm nay thì đông lắm, thì vơ không hết người, cả phụ huynh và học sinh, tất cả mọi người đều toàn sang đường này và đứng tập kết ở bên này, tập kết hết bên đấy. Thế thì kiến nghị là xây một cái cầu vượt, cho xin một cái cầu vượt, không phải chết hết mất. Cứ như thế này thì ngày hôm nay mà hôm nay là ngày nghỉ hè, không thì vơ không hết. 1 km đường, 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp cướp đi sinh mạng của 7 người trong vỏn vẹn chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Những con số biết nói về một cung đường quốc lộ 5 tử thần. Thưa quý vị và các bạn, đây là những gì còn sót lại sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng diễn ra vào khoảng sáng ngày hôm nay tại Kim Thành, Hải Dương, vốn cướp đi sinh mạng của 6 người. Tuy nhiên thì câu hỏi đang được đặt ra là liệu chăng là đây là một cái đường ngang dân sinh nối thẳng giữa quốc lộ 5 và đã được chúng tôi cảnh báo từ rất là nhiều lần. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì khi một vụ tai nạn này tiếp tục xảy ra và những gì còn sót lại ở ngay sau đây chính là những lời cảnh tỉnh có thể nói là rõ ràng nhất cho những cái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông diễn ra trên quốc lộ 5 như hiện nay.